Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân trên 1 hecta canh tác của tỉnh mới chỉ đạt 115 triệu đồng một năm, bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng một năm. Trung bình 145 xã của tỉnh mới đạt 6,6 tiêu chí trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một xã. Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Hưng Yên đã ra các chỉ thị, nghị quyết, quyết định quan trọng để tập trung xây dựng nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ kinh phí và các cơ chế chính sách cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, bình quân toàn tỉnh đạt 14,7 tiêu chí một xã, tăng 7,6 tiêu chí một xã so với năm 2011. Trong đó có 32 xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, từ năm 2016 đến 2020, từ những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của chính sách giao mỗi xã 3 ha đất để bán đấu giá và xử lý đất dư bổ sung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ban hành các cơ chế chính sách mới tạo sự đột phá. Hết năm 2019, tỉnh Hưng Yên có 145 trên 145 xã đã được công nhận hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, cao hơn mức bình quân của các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Năm 2017, huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện nông thôn mới. Từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, các địa phương còn lại được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định 1791 QĐ-TTg công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hưng Yên là tỉnh thứ 3 sau Nam Định, Đồng Nai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2019 là 1,9%, chuyển đổi hơn 15.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nâng giá trị thu được bình quân 1 ha canh tác năm 2020 đạt 210 triệu đồng. Đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa gần 2.500 km các tuyến đường với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng. Hội đồng cũng đánh giá là tất cả các lĩnh vực của Hưng Yên đối chiếu với các tiêu chí thì đều đã hoàn thành rất là tốt và nhiều những cái tiêu chí đã vượt rất là cao. Đấy, và trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì từ cấp xã, cấp huyện rồi lên cấp tỉnh thì các cái tiêu chí đó đã được thể hiện qua các năm và đã được đánh giá ở các cái hội đồng thẩm định ở cấp xã, cấp huyện và đến cấp tỉnh. So với các tỉnh thì chắc chắn là tỉnh Hưng Yên là một cái tỉnh đứng thứ ba cả nước. Do vậy là các cái tiêu chí của mình đã đều hoàn thành vượt xa với nhiều tỉnh trên địa bàn của cả nước nói chung và của khu vực nói riêng. Để có được kết quả trên, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đã phát động sâu rộng phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, để các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp công sức tiền của cho xây dựng nông thôn mới, đồng thời còn tích cực tham gia các phong trào thi đua đã được các hội, đoàn thể, địa phương lồng ghép gắn với xây dựng nông thôn mới, được thực hiện hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh.